Hành động quân sự của Nga tại Ukraine đã thúc đẩy cả Thụy Điển và Phần Lan tìm cách gia nhập NATO, nhưng quá trình gia nhập của họ đã gặp trở ngại từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ký các nghị định thư gia nhập NATO sau một thời gian trì hoãn, nhưng việc này phải chờ sự thông qua của Ủy ban Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó phải được Quốc hội nước này bỏ phiếu để phê chuẩn gia nhập NATO của Thụy Điển. Trong khi đó, Phần Lan đã gia nhập NATO vào tháng 4 năm 2023, sau khi đăng ký gia nhập cùng với Thụy Điển vào tháng 5 năm 2022. Tổng thống Erdogan cáo buộc rằng Thụy Điển quá khoan dung đối với các nhóm chiến binh như Đảng Công nhân Người Cớt, PKK, và chứa chấp những người liên quan đến âm mưu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2016. Ngoài ra, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng cáo buộc rằng các quan chức Thụy Điển đã tham gia vào các cuộc biểu tình chống Hồi giáo, bao gồm cả việc đốt sách Kinh Koran. Từ khi nộp đơn xin gia nhập NATO, Thụy Điển đã thắt chặt luật chống khủng bố và tăng cường hợp tác an ninh với Thổ Nhĩ Kỳ. Vào tháng 7, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo rằng Tổng thống Erdogan đã đồng ý gửi các nghị định thư gia nhập NATO tới Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ để phê chuẩn, tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin cụ thể về thời gian cụ thể. Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng kinh ngạc trong quan điểm của ông Erdogan, người trước đó đã đề xuất rằng Thụy Điển chỉ nên tham gia NATO sau khi Thổ Nhĩ Kỳ được chấp nhận gia nhập Liên minh châu Âu.